mưa nước chảy quanh hôi Khi nhắc đến những điều hát dân gian của người nguồn Minh Hóa, không thể không kể đến làn điệu Đúng, Tí và Hò Thuộc Cá. Đó là những giai điệu gắn liền với tiếng hát nghệ nhân dân gian Đinh Thị Phương Đóng, một trong ba nghệ nhân đầu tiên của Quảng Bình được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, nghệ nhân hát dân gian Đinh Thị Phương Đóng không chỉ là người nổi tiếng hát dân ca nguồn Minh Hóa đặc sắc, mà mẹ Đóng còn là một trong số những người tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Ở tuổi 70, người phụ nữ nguồn Minh Hóa vẫn cất lên những bài hát ru con, cất lên những câu hát đúng trấu, đúng xa tình của ngàn xưa. Những câu hát được sản sinh từ lao động, từ sự sáng tạo tinh tế của hàng bao thế hệ người nguồn vẫn được mẹ Đóng hát và trao truyền đến thế hệ trẻ. Tôi không nghĩ là tôi là sẽ trở thành đạt cái danh hiệu nghệ nhân dân gian, nhưng mà quá trình hoạt động á thì là tôi rất là nhiệt tình, bởi vì tôi đã nhận thấy rằng cái giá trị văn hóa dân gian của miền quê là nó rất là phong phú và đa dạng, nó rất thật thực. Từng cái câu hò đều hát đối với quê hương, hoàn phản ánh cái cuộc sống văn hóa của quê hương ở đây, cho nên là rất là thực tế, cho nên tôi là đam mê. Thì suốt hơn 40 năm á, là không có cái lúc nào mà tôi lại không tham gia cả cái lễ hội rồi cả cái phong trào là văn hóa văn nghệ nói chung và văn hóa văn nghệ dân gian của dân ca Minh Hóa nói riêng. Mãi bên Bắc Nhân Đồng đôi hàng châu lùi chữ rồng rồng cao rơi, nghe tiếng bạn cười trong lòng bát ngát, nghe tiếng bạn hát nước mắt dưng lên, khăn bụt cầu tiền đứng bỏ về thanh nhà cành mà đứng bỏ về thanh cành. Đêm khuya già lành bàn như mình thương, đêm năm canh trương già đan khoan y trăn trọc mà già đan khoan rồi ni trăn trọc bỏ văn thơ không đọc, bỏ hương lửa không dung, bạn ơi chờ ai đến, bạn ơi chờ ni ai đến. Gửi thư cho em à vương tức thơ trăm mượn con cả đi thăm, cả ngân ngư đi theo à nước cả lưng à đứng theo à nước, ước gì cho duyên bạn tới đây trăm cơn sâu cùng khuấy, vạn cơn sâu ní cũng à nhẹ mà vạn cơn à sâu ní cũng à nhẹ. Tiếc có đến thăm
mà trăm năm. Cùng chung sống với người chứt, Bru Vân Kiều trên miền đất Minh Hóa, người Nguồn mang dấu ấn văn hóa Việt Mường khá đậm nét trong ăn, mặc, ở và các hình thức tổ chức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Tập quán ăn cơm bồi, mặc vải Mường dù không còn tồn tại trong đời sống hiện đại, nhưng người Nguồn vẫn duy trì các hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian truyền thống trong các dịp lễ hội và Tết Nguyên đán. Đó là nét văn hóa độc đáo mà người Nguồn Minh Hóa đã nỗ lực để lưu giữ, là niềm tự hào của những con người hoạt động văn hóa dân gian, mà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nghệ nhân dân gian Đinh Thị Phương Đóng và Trần Khảnh Nguyên. Hát đúng, hát ví, để quê hương không vắng lặng những bài hát của ông cha. Hát để con cháu thế hệ trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của những bài ca mà các thế hệ người Nguồn đã sáng tạo nên trong quá trình lao động, sản xuất và đấu tranh sinh tồn. Nghệ nhân Đinh Thị Phương Đóng chưa bao giờ nghĩ rằng sự đam mê nghệ thuật của mình lại mang đến lợi ích to lớn như thế đối với cộng đồng. Mẹ Đóng hát đơn giản chỉ vì hàng trăm năm qua miền đất Minh Hóa chưa bao giờ vắng những câu đúng, câu bí. Yêu thương nhau mà họ nói những cái câu rất là ví von, mà trong lúc đó họ là không biết chữ, nhưng mà vẫn hát lên được những câu hát thể hiện cái văn hóa của mỗi miền quê. Cho nên là cứ như rửa là ưa thích, rồi lớn lên theo năm tháng, theo cái lứa tuổi, rồi mình cũng đi theo, rồi cũng học những cái câu ca dao đó áp đặt với cái bản thân mình. Cho nên là cứ thấy yêu rửa. Rồi trong 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 gia đình thì ba với mẹ là hát rất hay, cho nên là rất đam mê, rất thích. Ta ra đi không hẹn, không hề hò tình lầm. Người thương ơi, con tự nhiên rồi sách non chờ sang đó gặp anh. Ta em gặp anh không dám ngồi cho lâu tình lầm. Người thương ơi, con lìa qua rồi ni một là chút cho nó dàn cơn sâu em ra. Ta em thương anh em không biết làm răng tình lầm. Người thương ơi, con em mẹ ra bóng trắng em nguyện. Ta em thương anh em không dám hẹn hò tình lầm. Người thương con em đừng đau rồi, ni ngon à giò em già đó rung cây. Hè
làm sao tính lầm người thương ơi, con em ra chưa ra đi mong ngược ngò xuôi. Thì thấy là cái công tác bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian huyện Minh Hóa thì phải nói cho đến nay á, là nó có cái tính chất sâu rộng hơn và được đông đảo nhiều người tham gia hơn, bởi vì đã có một cái phong trào rồi, anh có cái đường đi chắc chắn rồi, có cái phương hướng, cho nên là mỗi là lứa tuổi, mỗi là đoàn thể, mỗi cái chức năng đều họ thấy cái phong trào văn hóa văn nghệ dân gian là nó có cái giá trị. Cho nên tất cả các cái lễ hội mà ở trong miền quê thì hình như là xã nào họ cũng là đi vào á, là thực hiện cái phong trào này để quyết tâm giữ gìn lấy cái bản sắc của quê hương. Lặng lẽ như con tầm nhà kén, Giang Tơ, nghệ nhân Đinh Thị Phương Đóng vẫn tiếp tục hát và truyền dạy các làn điệu âm nhạc dân gian nguồn đến những người trẻ yêu ca hát dân ca. Nắm giữ các tinh hoa nghệ thuật diễn xướng và gìn giữ nét trong sáng trong những lời ca cổ, người nghệ nhân già năm nay đã bước sang tuổi 70 vẫn nặng lòng với những câu hát. Hàng trăm bài hát đúng, hát pí, những câu hò thuốc vẫn được mẹ Đóng hát lên bằng một tình yêu sâu nặng với quê hương. Những câu hát dù vẫn tồn tại trong không gian sống của người nguồn Minh Hóa, nhưng sẽ còn không những câu đúng làm người nghe bồi hồi cảm xúc như ngàn xưa ông cha người nguồn đã từng hát. Điều trăn trở ấy vẫn luôn làm nghệ nhân Đinh Thị Phương Đóng trăn trở, và đó cũng là động lực để mẹ Đóng tiếp tục với hoạt động văn nghệ dân gian tại quê nhà. Trời mưa nước chảy quanh hôi à, nghe cho à rồi ai ơi, con anh nghe không rồi ni lấy à vừa ai đầm bôi cho anh ăn. Ta nói chỉ cái chuyện đắm bôi à, nghe cho à rồi ai ơi, con nhún lên rồi ni nhún à chuồng chờ một hồi được ăn. Ta em trông ta đền mua bôi nghe cho à rồi anh ơi.